Đồng Nai bắt giữ 59 đối tượng trong hai băng nhóm hỗn chiến, tranh giành đất. Tại khu đất chống thuộc khu phố 4, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, hàng chục đối tượng xăm trổ thuộc hai băng nhóm chuẩn bị lao vào hỗn chiến để tranh giành đất thì bị lực lượng công an tỉnh Đồng Nai siết chặt vòng vây, bắt giữ 59 đối tượng. Ngày 29 tháng 9, lượng công an tỉnh Đồng Nai bao vây, bắt giữ hàng chục đối tượng xăm trổ thuộc hai băng nhóm chuẩn bị sẵn tuyếp sắt vũ khí để lao vào hỗn chiến tranh giành đất tại khu đất trống thuộc khu phố 4, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sự việc bắt nguồn từ nguyên nhân tranh giành đất giữa vợ chồng bà Mai Thị Hồng, sinh năm 1979, ông Nguyễn Thành Hưng, sinh năm 1975, với bà Nguyễn Thị Soi, sinh 1955, ngụ phường Thống Nhất. Trước đó, vào giữa tháng 9 năm 2020, một đối tượng tên đen dẫn hơn 10 người đến tự xưng là giữ đất cho bà Nguyễn Thị Soi, yêu cầu bà Hồng không được cất nhà, trồng cây trên đất. Đồng thời, các đối tượng phân công người ở luôn trong ba phòng trọ để thay phiên canh giữ đất. Nhiều lần bà Hồng yêu cầu các đối tượng rời khỏi khu đất, nhưng các đối tượng không những không đi mà còn đe dọa, chém lại vợ chồng bà Hằng. Để giành lại đất, ngày 29 tháng 9, bà Hồng thuê Lâm Thanh Sang, sinh năm 1998, về sóc trăng và một số đối tượng đến để trồng cây, giữ đất. Thực chất là để chống lại băng nhóm của đen. Đến trưa cùng ngày, sang huy động gần 40 đối tượng từ phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa mang theo hung khí đến uy hiếp nhóm đen, đồng thời phá rỡ ba căn phòng trọ. Phản ứng lại, nhóm của đen đã huy động thêm hàng chục đối tượng có số má tại thành phố Biên Hòa mang theo hung khí đến hỗn chiến giành lại đất. Khi hai băng nhóm chuẩn bị tiến vào khu đất hỗn chiến, thì bị lực lượng công an tỉnh Đồng Nai siết chặt vòng vây, bắt giữ 59 đối tượng cùng nhiều tăng vật liên quan như hung khí, tuyếp sắt, bố tạ, máy hàn. Hiện các đối tượng được đưa về trụ sở công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.